xin chào anh chị nhà đầu tư ha chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em kênh youtube chứng khoán nmc no finance thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên mà trong cái diễn biến của thị trường tương đối rung lắc đúng ạ thì đầu phiên cũng có những cái tín hiệu tăng theo những cái quán tính của cái phiên ngày thứ hai thì đầu phiên thị trường của chúng ta có những cái lúc nó cũng tăng lên mức giá cao nhất vùng một một nghìn một trăm năm mươi tuy nhiên là về mặt cuối phiên nó bắt đầu nó xuất hiện những cái yếu tố rung lắc nó làm cho các cổ phiếu làm cho các thị gọi là thị trường của chúng ta có những cái yếu tố nó nó gọi là hạ nhiệt trở lại thì đóng cửa chỉ còn ở mức một nghìn một trăm bốn mươi ba điểm tương đương với tăng sáu phẩy ba mươi ba 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 điểm uh, 0,56% ha thì ngày hôm nay tiếp tục khỏi ngoại người ta bán rồng với một cái uh, cái cái giá trị gọi là cái giá trị bán rồng là gần 300 tỷ thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình thấp mặc dù nó có cải thiện hơn với ngày hôm qua tuy nhiên là cái mức uh, thanh khoản này vẫn là một cái mức độ thanh khoản ở những cái nhịp độ trung bình thấp ha và cái thị trường của chúng ta chỉ mình thấy là trong một cái đa hồi phục thì nó bắt đầu nó gặp lại những cái ngưỡng kháng cự đầu tiên của thị trường là quanh cái ngưỡng vùng 1150 đúng à có nghĩa là trong một cái giai đoạn hồi phục của thị trường này là khi mà nó bắt đầu nó có những cái lực cầu lực cầu đỡ đa phần của những nhà tư cá nhân đúng ạ? À, những cái lực cầu nhỏ lẻ để mà vào nó làm cho cái quá trình hồi phục của thị trường nó bắt đầu nó có những cái trạng thái nó hồi phục về lại những cái vùng kháng cự biên trên đầu tiên là móc quanh vùng 1150 ngày hôm nay nó chính thức nó có những cái động thái nó test về thì bắt đầu nó xuất hiện những cái yếu tố rung lắc là những cái nhịp à, bình thường đối với cái yếu tố thị trường có nghĩa là thị trường của chúng ta ngày hôm nay gặp lại kháng cờ rung lắc chưa tạo ra xu hướng, có nghĩa là nó chưa tạo ra những cái điểm nhấn về mặt dòng tiền để mà nó thu hút những cái lực cầu bán đánh gọi là đánh bẻ gãy một cái xu hướng để mà bức tóc lên, tạo ra những điểm rắc hướng lên. Đúng mà nó cũng chưa phải là những cái cái yếu tố để mà nó tạo ra những cái tín hiệu mở biên quá lớn để mà nó tạo ra những cái gọi là cái cái, cái 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 vùng uh, gọi là cái vùng uh, mở biên sau đó nó tạo ra những cái điểm hoảng loạn đúng không ạ và đa phần cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên nó test lại cái điểm kháng cự thì yếu tố rung lắc nó diễn ra là một cái yếu tố hoàn toàn bình thường và em cũng có nói với anh chị mình đó là cái vùng này là cái vùng kháng cự trong một cái nhịp độ hồi phục là để cho những anh chị mà là mình đánh ngắn bắt bắt được những cái nhịp dưới này này là lên trên này anh chị mình chốt lại đúng không ạ và các cổ phiếu cũng dần dần nó về lại những cái vùng nền biên trên kháng cự của nó đấy nên là áp lực gọi là rung lắc nó diễn ra là một yếu tố hoàn toàn bình thường đúng không anh chị mình thấy những cái mà cổ phiếu giống như là những cái con giống như con lương tục nói với anh chị mình này mbs này nó nó gặp lại những cái vùng kháng cự định của nó thì những cái phiên mà lên lên về lại vùng biên trên á là những cái phiên để mà anh chị mình chốt những cái lượng hàng gọi là lượng hàng anh chị mình ra đúng không chốt ngắn hàng đúng không anh chị mình thấy nè là nó tạo ra những cái biên độ swing của nó nghĩa là biên dưới này biên trên đối với cái mã cổ phiếu mbs này đấy nên là những cái con này nó hồi phục có biên có nghĩa là nó cho anh chị mình cho cơ hội cho anh chị mình bán được ở những cái vùng giá tốt đúng ạ anh chị mình thấy bán gần đỉnh, anh chị mình không cần bán những cái vùng trên này nhưng mà những cái vùng bên dưới này nó có cho những cái cơ hội tiếp theo để cho anh chị mình bán ra có nghĩa là mình có cập nhật với anh chị mình thanh còn lớn những cái vùng biến động thanh còn lớn như thế này để mà nó tạo ra những cái xung lực rắc đi lên thì nó cũng sẽ không đi xa nên là cứ tốt nhất trong một cái đợt phục về lại kháng cự biên trên là anh chị mình cứ bán ra trước đã đúng ạ để mà mình tiếp tục theo dõi đấy cứ nghĩa là vị thế tốt bán một nửa vị thế không tốt bán à, gọi là bán hết đấy hay là những con như con FTS này Yên không về lại bên trên thì mình cái điểm này nó rất là khó nó vượt qua nếu mà vượt qua đi chăng nữa thì nó sẽ không đi xa tại vì cái lượng thanh khoản vùng trên này nó tương đối cao đúng không ạ có nghĩa là cái sự đeo bám của cổ phiếu nó lớn nên là cứ về lại kháng cự là kết hợp với những cái lượng cung hàng bên trên này là bắt đầu nó có dần dần nó có những cái tín hiệu nó chốt lại ra đúng không ạ mặc dù cái biên độ em đánh giá với chị mình nó nó không phải là quá lớn để mà nó tạo ra những cái trạng thái mở biên ngay mà nó sẽ làm gì? nó đa phần nó sẽ rung lắc Đấy đa phần nó sẽ rung lắc nên là, để em khuyến nghị làm sao Em cập nhật làm sao cho anh chị mình ở bán ở những cái Cái mức giá nó tốt nhất, nó tối ưu nhất ha Hay là những con như con BSI nào tương tự này Đúng rồi nó về lại những cái vùng nền biên trên gặp trước của nó Thì quanh ngưỡng 42 này là chính là những cái vùng kháng cự Trong những cái đa hồi phục của nó Đúng rồi đa phần cổ phiếu nó sẽ tạo ra những biên swing như này Đấy biên trên biên dưới đối với cổ phiếu Hay là những con như con uh, HHV đi chẳng hạn Đấy nó gọi là hồi phục liên tục đúng không phục liên tục nhưng mà cũng gặp lại cái vùng kháng cự bên trên này đấy là những con này nó có biên, có nghĩa là nó có nó cho cơ hội để cho anh chị mình bán được ở những cái vùng giá tốt ha và nay là cái phiên gọi là cái phiên chốt uh, cái lượng hàng tới cộng và sáng anh chị mình thấy là cái yếu tố mở gap ra đúng không ạ mở gap với dưới những cái thông tin những cái tin tức của thị trường thế giới cũng như là những cái diễn biến trong nước ha thì cái vùng này anh chị mình thấy là là cái dòng tiền á đây gọi là cái dòng tiền quyết liệt để mà nó vào nó vào để mà nó hình thành một cái trend mới á, thì nó vẫn chưa chấp nhận nó vào đúng không ạ thanh khoản có phần cải thiện hơn so với hôm qua nhưng bằng ở một cái mức độ thấp nếu còn chỉ có 15.000 tỷ thôi Đấy, tính luôn cái giao dịch thỏa thuận và trừ giao dịch thỏa thuận ra thì khoảng 14 nghìn mấy đó đúng ạ à, không phải là thanh khoản cao chưa đủ đủ để mà nó tạo ra điểm rắc tạo ra những cái giai đoạn chuyển đổi trạng thái khi nó là chị mình thấy là những cái giai đoạn mà chuyển đổi trạng thái á, là nó sẽ thông thường đi kèm với những cái yếu tố thanh khoản nó tăng dần thanh khoản nó có những cái giai đoạn nó đột biến đúng không à? ạ thì cái thì lúc đó là những cái lúc mà nó gọi là nó tạo ra những cái điểm đánh trend còn bây giờ anh chị mình thấy là hầu như là cái trend của thị trường nó chưa xuất hiện đúng không ạ đây là chỉ là một cái nhịp hồi phục đơn thuần của thị trường đúng không ạ và những cái việc mà cái trend mới thì bắt buộc mình phải Tôi gọi là phải quan sát tiếp tục về những cái dòng tiền vận động cho những cái giai đoạn tiếp theo ha thì cái xu hướng thì em vẫn cập nhật với anh chị mình á, là hồi phục lên để bán là cái vị thế tốt anh chị mình bán ít nhất một phần hai vị thế không tốt anh chị mình bán hết ha thì bán trong một cái đeo hồi phục chứ đừng để mà cổ phiếu nó mở biên thị trường mở biên trở lại quay đầu á thì cái vì bản chất á là cái thanh còn thấp nên là cái biến động của giá cổ phiếu nó sẽ dễ bị trượt biên nó dễ bị biến động kể cả trong hai chiều kể cả chiều tăng kể cả chiều giảm ha nên là à, bán gọi là để mà tối ưu nhất trong một cái lực bán cũng như là mình bán được với một cái khối lượng nó tốt nhất, nó nhiều nhất á, thì chỉ có trong những cái đà hồi phục, trong những cái đà tăng của cổ phiếu thôi, lưu ý nha. Đấy thì với xu thế hiện tại thì thị trường của chúng ta khả năng nó vẫn sẽ còn tiếp tục nó rung lắc quanh cái ngưỡng này tiếp tục trong vòng 1 đến 2 phiên tới. À và tốt nhất á, là nó nên giữ được cái biên này. Đấy nó đừng tạo ra những yếu tố mở biên trở lại. Đối với cổ phiếu A, à, chứ nếu mà cái trường hợp á mà nó mở biên trở lại thì sao vậy? Nếu mà nó mở biên trở lại này thì đánh giá cái vùng à, gọi là cái vùng à, cái vùng à, Uh, hỗ trợ cái mốc tâm lý kỳ vọng của nhà tư là vùng một ma hai trăm này nó sẽ đánh thủng lưu ý ha có nghĩa là tốt nhất này. nó tạo ra những cái cái yếu tố có nghĩa là cái uh, hiện tại đang vai này đang tạo ra cái đầu này lên trên này này có thể rung lắc rung lắc test lại đấy, sau đó nó tạo ra một cái vai điểm kích hoạt à, bay vót lên đấy sẽ là những cái điểm nhắn Bài cổ phiếu dòng tiền của thị trường nó sẽ vào trend ha thì kỳ vọng nó giữ được nhịp này thì cái dòng tiền nó mới sẵn sàng nó vào nó đánh được chứ còn mà chắc nếu mà nó mở biên á, thì em đánh giá cái vùng này nó sẽ đánh thủng À, nhưng mà tốt nhất á, thì những cái vùng trên này là cứ đấy chính là những cái điểm chốt trong ngắn hàng trước đã ha à, thì về để mà mình à, gọi là mình à, mình quan sát tiếp những cái tín hiệu để mà đưa ra những cái hành động mới có nghĩa là mình đang tỏ sơn quan hộ đấu chơi những cái dòng tiền đó vào đối với cái yếu tố thị trường của chúng ta những cái dòng tiền lớn những cái cuộc chơi lớn thì lúc đó nó mới tạo ra những cái cơ hội lớn cho anh chị mình được ha còn hiện tại bây giờ chỉ là những cái dịp kỳ vọng ngắn hạn thôi đã có nghĩa là có nghĩa là ngày mai nó tăng tiếp nhưng mà nếu mà cái dòng tiền nó cứ duy trì như thế này á thì cái khả năng tăng xe nó sẽ không cao đã có nghĩa là có thể nó sẽ tạo ra những cái điểm biên độ gọi là rung lắc rung lắc như thế này thôi là rất là khó có nghĩa là cổ phiếu thị trường của chúng ta nó chưa hình thành nên được những cái xu hướng nên là cứ trước mắt kỳ vọng ngắn hạn về kháng cự mình cứ hạ ra trước đã đúng không bán ra trước đã đấy là chính là những cái điểm bán của những cái gọi là cái cái tay gắt ngắn của cổ phiếu hay còn trong những cái đang xem với đó nó sẽ có những cái cổ phiếu nó thuận lợi cho cái việc mà anh chị mình cầm nắm dài mình thu gom cho những cái trên xu hướng dài ha thì trong những giai đoạn này em vẫn cập nhật với anh chị mình là mà cổ phiếu của Vbank đúng không là trong những cái phiên gọi là quanh giá 21 này là những cái vùng mà để mà mình thu gom tại vì cái trend xuống cổ phiếu anh chị mình thấy này là nó vẫn trong một cái trên tăng trong những cái lúc mà thị trường của chúng ta biến động ha là cái thứ nhất cái thứ hai là trong gọi là cổ phiếu này nó sẽ có những cái câu chuyện hấp dẫn ở phía sau ha nên là những cái vùng này em có cập nhật trong cái room khách hàng của mình là mình uh, thu gom để mà mình đánh cho những cái xu hướng về mặt trung hạn còn những cái vị thế ngắn hạn thì một một năm mươi là anh chị mình có thể mình canh mình chốt đúng không ạ vị thế tốt thì bán một uh, nửa ít nhất một nửa vị thế không tốt thì mình bán hết để mà để mà tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu mới của thị trường của chúng ta trong những cái sự vận động sắp tới ha đấy thì lên cái vùng 1150 chính là những cái điểm target ngắn hạn cho những anh chị nào đánh ngắn cho những cái tay target ngắn tại vì bản chất anh chị mình thấy này cái thị trường của chúng ta là chưa có một cái yếu tố cái điểm nhấn về mặt dòng tiền đúng là chưa có cái cổ phiếu nào nó tạo ra một cái xu hướng để mà nó thích nó xuất hiện những cái tín hiệu dẫn dắt đúng ạ đấy nên là những cái nhịp kỳ vọng thì chỉ kỳ vọng ngắn thôi đấy kỳ vọng gọi là năm bảy phần trăm phần trăm Nói kỳ vọng trong một cái điểm T ngắn thôi, đúng là T 1.5 đến 2 thôi. Đó chứ không có thể kỳ vọng nhiều vào yếu tố thị trường khi mà cái xu hướng nó chưa gọi là nó chưa được uh, nó chưa được phá vỡ. Lưu ý về cái vấn đề này ha, có nghĩa là cứ tỏa sơn quan hồ đấu chờ đợi cái tín hiệu của thị trường. Đấy đi ngang hấp thụ tốt, cái cộng dòng tiền mở biên vào ấy, thì quyết gọi là vào quyết liệt á thì lúc đó thị trường sẽ có trend thì lúc đó nó mở ra những cái câu hỏi cho anh chị mình rất là nhiều, mình đánh rất là thoải mái ha, à, đánh là uh, chỉ cần thị trường chung của chúng ta nó ổn định thôi, thì nó đã có xuất hiện những cái cơ hội cho anh chị mình rồi à, nhưng mà cứ trước mắt trong đại hồi phục này thì quan điểm của em vẫn là bán đã bán xong rồi nó chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo à, thì cái giai đoạn này là một cái giai đoạn là khi mà anh chị mình thấy là thị trường của ta cơ bản là một cái nhịp hồi phục đơn thuần thôi nó không phải là một cái giai đoạn tạo trend à, nên là nó sẽ không xuất hiện cái sóng dòng trong giai đoạn này đó có nghĩa là trong một cái nhịp độ hồi phục thị trường không cần phải xuất hiện cái sóng dòng nhưng mà khi mà thị trường nó tạo được một cái vùng cân bằng nó tạo ra trên đó lúc đó cái sóng dòng nó sẽ xuất hiện có thể trong giai đoạn này nó sẽ có một hai cổ phiếu trong cái dòng nó sẽ nổi trội nhưng mà bản chất nó không cần xuất hiện yếu tố sóng dòng nên là chỉ mình tìm cái sóng dòng chị mình đánh nó không có trong giai đoạn này đâu lưu ý nha nó chỉ khi nào mà dòng tiền mới nó vào Đấy, thì lúc đó mới có xuất hiện yếu tố xâm dòng Thì lúc đó chính là những cái tín hiệu để cho anh chị mình Gọi là mình a, thu gom cho những cái cơ hội lớn phía sau Đối với cái yếu tố thị trường của chúng ta ha Và cái quan điểm của em là thị trường của ta nó cứ Nếu mà trong giai đoạn này á, nó tạo ra một cái mô vai đầu vai ngược á Thanh còn thấp thì tốt nhất là đừng nên mở biên ha, Cái mở biên rung lắc Gọi là nó tạo ra những cái điểm rung lắc như thế này để Trong một cái phạm vi cho phép dòng tiền mở biên vào đấy sẽ là những cái giai đoạn đánh trend. Hay à, còn nếu mà cái trường hợp mà nó đi ngang sau đó nó mở biên trở lại á, thì mình nhắc cái vùng này nó sẽ đánh thủng và thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục nó tìm kiếm những cái mặt bằng giá mới hoặc là nó sẽ có những cái cái cấu trúc để mà nó tạo ra những cái 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 vùng đáy mới chính là những phiên stopping volume 3 đúng không à? ạ hay là những cái phiên gọi là nó gọi là tạo ra những cái điểm hoang loạn wash out đối với thị trường của chúng ta, dòng tiền lớn bắt đầu hấp thụ thì nó cho một cái trend mới của thị trường. Hay à, nhưng mà cái quan điểm của em thì vùng này là những cái vùng khó, đúng không à? ạ vùng gọi là nó gặp vùng kháng cự là cứ tốt nhất là khi mà thị trường của chúng ta nó chưa gọi là nó khó đúng không ạ khi nó về lại những cái vùng gọi là target thì gọi là sáng gì mình cứ hạ thị trọng trước đã để mà mình tiếp tục mình chờ đợi những cái cơ hội phía sau ha à, nó vẫn sẽ có những cái cơ hội đánh dài nhưng mà nó sẽ có đối với những cái vị thế đánh ngắn thì những cái vùng gọi là về đúng target thì chỉ mình cứ thực hiện tuân thủ và chốt ra tại vì khi mà thị trường của ta nó vào một cái trên tăng á đúng không ạ thì cơ hội nó xuất hiện rất là nhiều ấy, quan trọng là khi mà gọi là quay cái quan trọng á là chị mình có cầm được gọi là cầm được tiền không đúng rồi mình có tiền không đúng còn mình chắc lúc đó chị mình kẹp cổ phiếu đúng rồi thì mình cái thứ nhất là mình mất đi những cái chi phí cơ hội cái thứ hai là sao gì cái thứ hai là lúc đó mình sẽ rất là khó để mà chị mình khách quan trong một cái góc nhìn để mà mình đầu tư tại vì khi mà mình cầm nắm con nào á thì chị mình chú ý, chú ý mình chăm chăm mình gọi là mình chăm chăm và cái mẹ cổ phiếu của anh chị mình nắm giữ thôi đúng mà còn khi mà anh chị mình cầm một gọi là mình ở một cái 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 vị thế mà khách quan đối với thị trường á thì lúc đó anh chị mình sẽ đi đánh giá và mình sẽ tỉnh táo hơn rất là nhiều ha và sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái cơ hội của anh chị mình đầu tư có nghĩa là anh chị mình nói trong một cái sóng tăng này anh chị mình không mua được điểm này mua được điểm này mua được điểm này mua được điểm này Nói chứ còn cái còn bản chất nữa, trong một cái nhịp giảm này đi chẳng hạn anh chị, mà anh chị mình cầm cứ cầm nắm liên tục liên tục như thế này á thì nó sẽ bào mòn NV của anh chị mình cũng như là khi mà nó xuất hiện những cái mặt bằng giá thấp đúng không ạ xuất hiện những cái tín hiệu tạo đáy thì lúc đó là anh chị mình không có cơ hội để cho anh chị mình gọi là tham gia nữa đối với yếu tố thị trường ha thì đó chính là cái quan điểm của em về cái tín hiệu thị trường của chúng ta ha và trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua mình nhận định về kiểu yếu tố thị trường ha thì uh, chào anh chị buổi sáng này thì thị trường hồi phục đóng cửa cao nhất phiên xu hướng hồi quanh cái vùng 1150 cộng trừ 5 điểm đi kèm với yếu tố thanh khoản ở mức uh, trung bình thấp đã ngày hôm qua là trung bình thấp đúng không à. ạ thì lượng cung treo lơ lửng bên trên á nó sẽ dần nó kiểm chứng và yếu tố quan trọng chính là cái cầu mới nó có chấp nhận nó vào để mà chuyển đổi trạng thái hình thành nên xu một cái xu hướng mới hay không thì hiện tại xu hướng của các nhóm ngành riêng lẻ giống như là xuất khẩu thủy sản dệt may cảng biển đạm dâu luôn nè cái yếu tố đỡ giá và hồi phục tốt và dần dần nó tạo ra trên các dòng thị trường thì chưa có dấu hiệu của dòng tiền lớn vào để để mà tạo sóng á thì đâu đó chỉ có một hai mạng cổ phiếu nó nổi trội lên thôi còn xu hướng phục hồi á thì nếu dòng tiền và trong một cái xu hướng phục hồi thôi nếu dòng tiền nó nó dần dần nó lan tỏa. Ha thì giai đoạn tháng này á là thường là cái mùa giao thoa cũng là cái cổ phiếu nó hình thành nên một cái chu kỳ giai đoạn mới thì nó sẽ khá quan trọng cho cái việc mà chị mình nhận diện chọn lập đánh theo những cái cơn sóng uh, uh, con sóng thị trường theo những cái tín hiệu của thị trường. Thì uh, với các nhóm đang vận động chung với những cái nhịp thị trường á thì mờ biên này. Nói mở biên lớn và có cái thời gian cân bằng á thì hiện tại đang tạo ra hai cái mẫu hình chính là một á, là mẫu hình ba đáy, hai là mẫu hình vai đầu vai ngược thì khả năng nó sẽ cho một cái biên độ hồi phục đồng pha với những yếu tố thị trường lên cái mốc vùng 1100 100 1150. Đúng không ạ? Đấy 1150 cộng trừ này là dành cho anh chị đánh tay gắt ngắn đang nắm giữ các cổ phiếu hồi phục về kháng cự biên trên cơ cấu và chờ sóng lưu ý hàng rồi những cái vấn đề này em nhắc với chị mình là những cái phiên trước rồi chứ không phải là riêng đến cái phiên ngày hôm nay nhắc nữa ha thì với các nhóm thị trường này thì dòng chứng khoán đang có lực phục hồi tốt nhưng mà để dẫn dắt chu kỳ ngay thì nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian tái tích lũy trở lại một thời gian khi mà chu kỳ vừa qua nó xuất hiện yếu tố chốt lại phân phối trong ngắn hàng đó anh chị đấy thì thường nó sẽ vận động theo những yếu tố swing bên trên bên dưới hiện tại nhóm ngành ngân hàng này có fv bank MBB, Mb, STB, hay là dầu khí này là tâm điểm cho những cái đoạn tới khi mà nó đang có những cái dấu hiệu đỡ cung tốt hơn tạo ra những cái điểm mồi. Còn dòng bất động sản, dòng thép đoạn này mở biên phân hóa nên là nó sẽ mất thời gian nó cân bằng. Ha thì giai đoạn mua báo cáo kết quả kinh doanh nên là chỉ mình cũng cần phải lưu ý tới những cái kết quả báo cáo nó đã phản ánh qua những cái nhịp tăng vừa rồi nên là phải đánh giá kỹ về những cái yếu tố cung cầu để mà đưa ra quyết định cho một cái cơn sóng tiếp theo dựa trên cung cầu và dòng tiền chứ không phải dựa, dựa vào phụ thuộc vào yếu tố tin tức ha thì tiêu chí là thị trường cần yếu tố đồng pha mở biên dòng tiền và tạo trend về cổ phiếu thì cần sự giữ giá giữ uh, những cái xu hướng và độ đồng thuận của tất cả các mạng cổ phiếu trong dòng ha thì em có gọi là cái điểm nhấn ngày hôm nay em vẫn nhấn mạnh với chị mình đó, là vùng 1150 chính là những cái vùng target ngắn hạn và gọi là hồi phục hay là đánh ngắn trong những cái giai đoạn vừa qua thì vùng này chính là những cái vùng để cho chị mình gọi là mình bán tại vì bạn chắc sao chị lên vùng này này là mình chưa biết kiểm chứng nó như thế nào nó chỉ ít là nó phải cần có những cái sự kiểm chứng tiếp tục trong những cái phiên tiếp theo à, tuy nhiên là ít nhất là trong cái phiên ngày hôm nay là anh chị mình thấy là bắt đầu cái lượng cung gọi là cung nó nó bắt đầu nó tung ra đúng không anh chị thấy hai phiên này nè khi mà nó hồi phục lên á thì nó cho thấy được là cái vùng này vùng cung nó không có nhiều có nghĩa là nhà đầu tư không muốn bán ra đúng không anh còn lên trên vùng này nè là những vùng kháng cự đúng không những cái vùng mà nó tạo ra những cái chấn nhịp trong giai đoạn vừa qua thì bắt buộc nó có những cái khối lượng khớp lệnh quanh cái ngưỡng này anh nhìn thấy này khi mà vùng này nó gọi là nó có những cái 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 sự biến động về mặt cung cầu đúng không ạ lên vùng này nó không tương tự như thế thì vùng này nó không tương tự như thế anh nhìn thấy là cái khối lượng khớp lệnh này nếu mà trừ đi cái biên trên á anh chị thấy nè đây là anh chị mình thấy là đây là cái cái tổng khối lượng khớp ở quanh cái mức giá đúng không ạ nếu mà xét về một cái nhịp giảm điểm vừa qua đi chẳng hạn thì cái vùng này là cái vùng làm gì nó khớp những cái khối lượng là nhiều nhất đúng không ạ có nghĩa là sao có nghĩa là cái gọi là cái lượng cung mà nó kẹp vùng trên này nó cũng sẽ nhiều đúng không anh chị mình thấy này đây là cái lượng cung kẹp mà cái yếu tố cao nhất là vẫn ở cái thiên giảm này đúng không anh chị thấy này đóng cửa quanh cái mức ngày này nè một một uh, gọi là gọi là quanh những vùng một nghìn một nghìn trăm bốn ba một nghìn một trăm năm mươi này đấy là những cái vùng khối lượng khớp lệnh nhiều nhất đúng không khớp lệnh thì nó có cả mua cả bán nhưng mà đa phần những cái lượng cung nó sẽ bị kẹp đúng không lượng cung vùng này kẹp nè nói thì khi mà dụ xuống hồi phục lên thì đây chính là những cái vùng kiểm chứng Hay à, nên là cứ trước mắt cứ chiết là cứ hồi phục lên cánh cửa đó, hồi phục lên kháng cự thì trước mắt là mình cứ gọi là ba gọi là điểm tay ngắn hạn của mình đã. Thì sau đó nếu mà cân bằng hấp thụ tốt mình vào lại. Không muốn nói gì cả đâu, đúng ạ? À, nếu mà cân bằng hấp thụ tốt này, dòng tiền cứ mò vào mở biên thì những cái giai đoạn sau mình đánh thoải mái. Không có đi gì cả, còn phải trường hợp mình tính những cái trường hợp xấu nhất tại vì hiện tại dòng tiền nó không có vào. Đúng không? À, dòng tiền lớn người ta không vào. Những cái dòng tiền mà thuộc dạng nó tạo trend thì nó chưa vào. Thị trường cũng ta thì nó chưa tạo ra những cái xu hướng. Đúng không? À, nó chưa xuất hiện những cái dòng nào nó thuộc dạng yếu tố dẫn dắt. Đúng không? À, nó là nó sẽ có những cái rủi ro chính là khi mà nó mở biên trở lại thì nó thùng quân này nói lưu ý về cái yếu tố thị trường này, ha nên là thị trường này chỉ kỳ vọng ngắn hạn thôi, nói còn kỳ vọng dài hạn thì bắt buộc phải chờ đợi những cái lực cầu mới đối với thị trường của chúng ta, ha và khả năng thì em đánh giá với anh chị mình á là nó vẫn sẽ tiếp tục nó rung lắc tiếp, đấy mình sẽ chú ý mình quan sát những cái tín hiệu phía sau, ha nếu mà rung lắc giữ nhịp tốt á, dòng tiền mở biên thì tạo trend, còn nếu mà cái trường hợp mà trong những cái phiên tối mà áp lực nó vẫn còn lớn và dòng tiền nó không chấp nhận nó hấp thụ á, thì nếu mà nó cứ tín hiệu mở biên trở lại á, thì cái thương này cái vùng này nó sẽ bị đánh thủ. lưu ý về những yếu tố thị trường, ha còn hiện tại bây giờ thì à, xu thế ngắn hạn thì chốt rồi đấy để chờ đợi những cái tín hiệu mới thôi đấy không có những cái vận động nào tiếp theo đấy mình chỉ vận động theo những cái hành xử theo những cái yếu tố thị trường thôi lưu ý về cái vấn đề này ha rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích vào một vài cái mã cổ phiếu đặc biệt tại đặc điểm tại vì cái bản chất là cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay á nó không vận động gì nhiều anh chị mình thấy nhìn cái qua yếu tố phái sinh này có nghĩa là sáng nó mở ra một cái gáp đấy phái sinh là nó thể hiện cho yếu tố tâm lý đúng không nó sáng mở ra một cái gap tăng anh chị thấy gáp tăng xong rồi nó giữ bi im cái biên này đúng không? À, nó tạo ra một cái vùng gọi là cái vùng hoạt động rất là chán nản đối với cái yếu tố thị trường. đúng không? À, có nghĩa là cái biên nó lên một hai điểm sau đó giảm lại, muốn một, một hai điểm sau đó giảm lại. đâu về mặt phiên chiêu thì nó có những cái sự dao động nó nhiều hơn chúng bằng chắc cái gì mình phải thấy phiên sáng này nó mở ra một cái gap tăng xong nó đứng nghiêm lên vùng này, nó không tạo ra những cái biên độ dao động, nó kích thích những cái 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 việc giao dịch trên thị trường của chúng ta đúng ạ à, nhưng mà về mặt cuối phiên bắt đầu cái yếu tố tâm lý này những cái yếu tố gọi là áp áp lực về mặt cuối phiên này áp lực về những cái vùng kháng cự này đấy thì cổ phiếu nó dần dần nó xuất hiện những cái 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 sự hạ nhiệt hạ nhiệt hơn đúng không à. ạ nhưng mà cơ bản về mặt bản chắc anh chị thấy phái sinh nó vẫn đi trong một cái biên này đấy nó có ảnh hưởng gì đâu đúng ạ à. thì thị trường chúng ta bên cơ sở thì nó cái yếu tố rung lắc đối với những cái cổ phiếu mà nó về lại biên trên đúng ạ à. rồi tiếp theo mình sẽ đi qua phân tích về một vài cái cổ phiếu anh chị thấy vi Nói VBAN này tiếp tục nó tạo ra một cái yếu tố tăng Đúng không à, ạ, xu hướng nâng đáy đối với cổ phiếu Thì thường những con này nó có những cái điểm hồi phục trước mắt là khoảng vùng giá 20 mươi 22, 22.5 về lại biên trên đối với cổ phiếu và những cái cổ phiếu này nó đang tạo ra được những cái xu hướng cho một cái trend dài đúng không à, ạ anh chị mình đánh gọi là đánh gọi là thuộc dạng trúng hàng á thì gọi là có thể chú ý tới còn những anh chị mình gọi là thuộc dạng đánh nhanh á đánh gọi là thuộc gọi là đánh ngắn về một cái biến độ mà tăng cổ phiếu nó tăng trăng 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 liên tục quá thì những con này rất là khó phù hợp để cho anh chị mình đầu đầu tư hay nó chỉ phù hợp cho những anh chị mình đánh theo trend đánh theo theo xuống nắm giữ tại vì sau những cái những cái biến với những cái biến động thị trường hiện tại thì nó sẽ là những cái mua để mà anh chị mình đi thu gom À, thì những con này chính là những cái con mà nó mang một cái gian dắt mang một cái đặc tính để mà anh chị mình đánh theo một cái xu hướng trên hay à, và anh chị mình thấy là sau những cái mỗi cái nhịp độ gọi là điều chỉnh lại đủ thị trường đó, là volume nó ngày càng nó càng thấp đúng không cái cho thấy những cái lượng cung hàng vùng trên này nó không còn nhiều ha à, những cái vườn cung hàng mà nó rung nó rung dữ dăng. đối với cổ phiếu mà bắt đầu nó có những cái đi mồi này đó thì những cái con này tiếp tục nó tạo ra những cái xu hướng tăng giá đó nên là những cái vùng này chính là những cái vùng thu gom cho một cái xu hướng dài hơi hơn trong những cái phiên tiếp theo trong những cái giai đoạn tiếp theo của cái mã cổ phiếu về mặt uh, VBank ha rồi thêm theo một vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu này ACB ngày hôm nay cũng hồi phục được này đúng không anh chị thấy không? cổ phiếu nó bắt đầu nó hồi phục này nhưng mà con này thì nhìn chung dạng dạng này thì nó hơi bơ cung đó chị bắt đầu nó thuộc dạng bơ cung rồi có nghĩa là anh chị tham đi tà 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 xuống sau đó hồi phục hai phiên nhưng mà cơ bản nó sẽ là những cái con nó tạo tâm lý tốt cho cái 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 cái, cái dòng ngân hàng cũng như là cho cái 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 thị trường của chúng ta ha, hay là tiếp theo BIDV này nó chưa có những cái xu hướng mới đúng không ạ có nghĩa là nó vẫn đang trong một cái nhịp vụ và nhịp nhịp này nó có thành công hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào một cái phiên nó quá lên nó xác nhận đi lên ha còn nếu mà dẫu thành công á bước thoát uh, gọi là nó công bằng vùng trên này á thì nhịp sau là dòng ngân hàng nó sẽ là những cái dòng vào sóng đúng không à, ạ còn hiện tại bây giờ nó chưa có xu hướng gì cả đấy có nghĩa là nó chưa thể hiện cho cái nhịp này là nhịp đúng dụ nó xác nhận thành công đó nên là những con này cứ tiếp tục chờ đợi thôi có nghĩa là nó không tiêu cực hiện tại nó không tiêu cực nhưng mà nó chưa tích cực đối với yếu tố thị trường hai là tiếp tục ctg này biến độ hơi lỏng thôi nhìn chung là cứ hồi phục lên em đánh giá là những con này là nó sẽ hồi phục một cách nó rất là dạt dẻo đấy nên là, nên gọi là chưa nên ưu tiên ha à, hay theo những con mbb này không với lại những cái vùng gọi là hỗ trợ cứng đối với cổ phiếu thì cổ phiếu bắt đầu nó hồi phục thì thường những con này nó sẽ có xu hướng gọi là tạo ra một cái điểm hồi phục là biên dưới biên trên đấy biên dưới này biên trên này còn lưng lưng như thế này thì đừng có đừng có tham gia vào đúng không ạ lưng lưng như thế này rất là khó tham gia cho anh chị mình đúng là cứ gọi là nếu mà đánh đó, thì biên swing đó, cứ về biên dưới mua là biên trên bán nói không vấn đề gì cả thì cổ phiếu này cũng bắt đầu nó kiệt dần vô lắm rồi nó thì cứ đi tà tà và trong một cái quá trình đi lên của nhóm ngành ngân hàng hay là mà cổ phiếu của mbb á thì nó không đòi hỏi cái việc mà nó tăng nhanh tăng mạnh tăng sốc được mà <laughs> mà nó sẽ có những thiên hướng đi lên sau đó điều chỉnh đi lên điều chỉnh đi chỉnh, lên điều chỉnh liên tục đối với yếu tố cổ phiếu lưu ý ha chúng là nó vẫn là những con mà nó giữ được nhịp trong giai đoạn này hay là tiếp theo mbb này đúng không ạ tết ba đấy bắt đầu đi lên thì thường những con này nó sẽ có những cái đèn hồi phục của nó thanh còn bé tí như này không vấn đề gì đâu đấy đấy, đấy lưu ý ha hàng tiếp theo những con stb anh nhìn thấy không stb này nó có một cái điểm dụ hai phiên này là phiên stopping volume 3 đúng không ạ sau những phiên stopping volume 3 cổ phiếu bắt đầu nó cân bằng nó giữ nhịp và khi mà nó có một cái điểm kích hoạt á là cái thanh khoản khoảng đâu đó là em đánh giá là khoảng uh, 40 triệu cổ phiếu nói khoảng 40 triệu cổ phiếu nó kích hoạt vào nó đánh mở biên đánh lên á thì em sẵn sàng đánh những cái phiên như thế này này để mà đánh thêm những cái trend xuống đối với cổ phiếu và những cái nhịp này là những nhịp nó mang tính chất vũ bỏ ha đến là những điểm bay vót đối với cổ phiếu để mà nó vào trend em sẵn sàng em đánh khi mà nó đạt đủ những cái điều kiện dòng tiền còn hiện tại bây giờ là những cái khi mà thị trường của chúng ta tại vì thông thường á là những ngành hàng nó đánh á thì nó phải cần có yếu tố trend của thị trường ha còn hiện tại con STB này mà thị trường nó mong manh á thì chỉ mình thấy nếu mà nó mở biên á thì nó những con này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. hai nên là khi nào nó sẵn sàng nó có một dòng tiền đánh thì em sẽ chấp nhận cuộc chơi và mình sẽ đánh những cái, cái gọi là cái điểm buy và mua cao để mà bán theo những đánh gọi là à, bán theo những yếu tố trend, của yếu tố thị trường. hai nên là phải chú ý những con mà nó tạo ra những điểm rung động như thế này này. ha còn V thì sao gì? V ban là xu hướng dài rồi, nói cứ có hàng gọi là những cái vùng này chỉ là những cái vùng thu gom ha, cho những cái xu hướng dài hơi. ha Đấy rồi tiếp theo những cái mà cổ phiếu khác cho mình chứng khoán anh chị thấy lúc này có đặt đề cập với anh chị mình đó EGR này cứ hồi viên trên cứ bán thôi đấy, trước mắt cứ là ít nhất là bán một nửa đấy vì thế không tốt bán hết ha à, chính là cũng BSI này anh chị thông hồi phục hồi phục này vùng này là vùng kháng cự trong những nghiệp hồi phục thanh còn lớn như này cổ phiếu rất là khó đi xa nha anh chị ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà cái rất hợp đúng là hộp xong rồi bắt đầu còn là cũng có những cái cái lượng tiền FOMO đấy nhìn chung là nó có những cái tin tức ra thì nó cũng có được những cái sự đeo bám đấy nhìn chung là em đánh giá thì cái về lại biên trên thì nó sẽ gặp những áp lực ha đấy là những con những con FTS này anh chị thấy không về lại biên trên thì cứ chết là cứ theo cái, cái 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 hành động là gọi là vì thế không tốt là bán bán hết vì thế tốt thì ít, bán ít nhất một nửa hai à, cái còn thằng bạn chấp thanh còn lớn như này, kể cả nó có vượt đỉnh thì những cái nhịp sau á nó sẽ vượt đỉnh không xa và nó sẽ có những thương nó test lại tiếp tục. Tại vì thương những cái cái độ uy tín của cổ phiếu á, mà nó nó tăng á thì nó phải xuất phát từ những cái vùng nó kiệt thanh khoản. Anh à, nhìn thấy này, nó phải xuất phát từ những vùng dưới này này. Anh à, nhìn thấy không? Kiệt thanh khoản này thì cái dưới địa nó mới đi xa được. Đúng không? Kiệt thanh khoản này, dưới địa nó mới đi xa. Đúng không? Chứ còn bạn chắc vùng thanh khoản này lớn á, cho thấy những cái cung cầu nó bị gọi là nó có những cái yếu tố nó 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 nó, nó gọi là nó cung cầu nó nhiều á thì nó sẽ cũng sẽ khó đi xa nếu mà đi xa nó sẽ mất rất là nhiều những cái nguồn lực ha và đặc biệt khi mà cái thanh khoản thị trường nó thấp thì nó cũng sẽ khó đi xa được lưu ý ha hay là những con HCM tương tự này nó cứ về lại biên trên để mà hồi phục lại biên ba bốn ba 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 thì nó sẽ tương đối khó nha anh chị nó phải phụ thuộc vào cái xung lực thị trường của chúng ta nó có duy trì được hay không còn trường hợp trước mắt này nó cứ hồi phục khoảng giá ba mười mít này nó sẽ là những vùng kháng cự của nó ha Đấy, còn hiện tại bây giờ nó có và vai này đầu này hy vọng nó đang tạo ra một cái vai ngược nữa để mà nó xuất hiện những cái điểm bài vót phía sau ha thì thêm mbs này nó cứ viên này hồi phục lên bán mà nói vì thế à, tốt bán một ít nhất một nửa vì thế không tốt bán hết đấy thì sau đó nó tiếp tục mình quan sát thêm ha nó cho những cái câu hỏi của anh chị mình bán được những cái vùng giá tối ưu đúng không ạ hay tiếp theo những con như mà con ssi này nó bắt đầu về lại gấp cũ này lại gặp lại kháng cự rung lắc đối với cổ phiếu ha đó chính là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu kháng cự hồi phục hay là VCI này nói VCI là vùng hai là vùng gọi là sao gì nó gặp những cái vùng kháng cự ngắn còn vùng 46 là bắt buộc nó phải có những cái cái độ duy trì súng lực của thị trường chứ không ăn chắc những con biên rơi sâu thì nó hồi phục kém hơn so với những con anh chị thấy SSI nó không về lại biên trên được rồi nè MBS nó không để về lại biên trên được rồi nè tại vì xuống trước đó nó được đợi cung đúng à hay tiếp theo những con FTS này hồi phục lại biên trên được rồi là anh chị thấy không cái sự phân kỳ về giá đối với cổ phiếu còn VCI này anh chị thao không nó tuân theo yếu tố thị trường đúng không nên là thị trường hồi phục yếu thì nó sẽ hồi phục chậm thị trường hồi phục mạnh thì nó sẽ hồi phục tăng theo đúng không nên là những cái con này nó sẽ theo những cái gọi là cái cái cái, cái phụ thuộc vào yếu tố vận động và xung lực của thị trường ha à, tiếp theo VND này anh bắt đầu gặp kháng cự này nhìn chung là rung lắc theo yếu tố thị trường đó nhìn thì những con này nếu mà tốt quá thì nó sẽ hồi phục quanh ngưỡng vùng giá hai 5 đến năm giá hai còn hiện tại bây giờ đây chính là những cái vùng kháng cự để mà nó kiểm chứng những cái lượng cung hàng đối với cổ phiếu ha à, đây là nhóm ngành chứng khoán rồi tiếp theo qua nhóm ngành thép nhìn thấy hpg Nãy hôm nay bắt đầu nó phụ định lại cái cây giảm đúng không cây giảm volume lớn này bắt đầu nó phụ định lại thì tốt nhất là nên nó test lại nữa test lại thì coi như cái cây này bị phèo ha và test lại thì tiếp tục chờ đợi những cái cái điểm là test số 2, số 3 đối với cổ phiếu nhưng chung là chưa có những cái tín hiệu gọi là để mà mua nó chưa có tín hiệu muốn mua đối với cổ phiếu còn nếu mà trường hợp mà nó tăng tốt quá nó phục lên biên này, này thì điểm này chính là những điểm wash trung vụ đối với cổ phiếu đúng không điểm wash out sau đó thiên hướng thi thi dòng tiền vào thì mình sẽ đánh từ những cái điểm này đánh lên hay tiếp theo hoa sen này vùng này vùng kháng cự ngắn hàng đối với cổ phiếu thôi Em có nói với anh chị mình đó, nếu mà xung lực thị trường kém thì nó về lại vùng này. Còn nếu mà xung lực thị trường tốt nó sẽ có thể vơi lại vùng 21. Hai nên là những con này nó sẽ phụ thuộc vào cái xung lực của thị trường chung. hay thì hiện tại bây giờ ngày hôm nay nó về lại test lại quanh cái ngưỡng gáp trước này cũng là quanh cái ngưỡng vùng 21 thì cổ phiếu F bắt đầu xuất hiện yếu tố rung lắc là bình thường. Mà dù yếu tố gọi là volume nó không lớn, tại vì bạn chắc anh chị mình thấy là cái lực hồi lên nó có lớn đâu đúng à đấy nó là về lại bước này bắt đầu những cái lượng cung này nó tung ra đấy nó là nó làm cho cái sự dao động của cổ phiếu nó bị biến thiên nhiều hai là tiếp theo nam kiếm này về lại vùng này là vùng kháng cự đúng à nếu mà cổ phiếu tốt vùng hai đấy tốt hơn nữa vậy hai hai đấy tùy thuộc vào cái xung lực của thị trường ha đấy, theo những ngành bất động sản này nhìn thấy qua sale nó tăng này giảm nhìn thấy nó rất là mệt mỏi đúng không à cái cái trend cái xuống nó chưa thành những con này nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà đánh ha đấy, tiếp theo DG này hôm nay tiếp, tiếp hôm nay tiếp tục đỏ nếu mà nhìn chung là đang tạo ra một cái biên cân bằng, kỳ vọng nó sẽ cân bằng quanh cái ngưỡng này. Nó test ít nhất những con này phải test ít nhất ba đấy á, thì mình nên vào. Hai đấy cũng chưa nên đâu. Lưu ý ha, hay là tiếp theo đất xanh này. Mới một đấy à, Đấy, nếu mà ngày mai tiếp test lại là tiếp tục là hai đấy. Nhưng mà hồi phục là test ba đấy thì vào. Không thì thôi. À, những con này đừng có vội vàng để mà chị mình là vào làm gì ha. Rồi tiếp theo những cái mã cổ phiếu khác của những cái nhóm ngành uh, à khu nghiệp đầu tư công, khu nghiệp đầu tư công có những con FCN này, đúng không Test một đáy này, hai đấy này, kỳ vọng là test đáy số 3. Từ đây số 3 trở lên là test cung là có thể đánh được ha À, tiếp theo những con HHV này về lại kháng cự trong ngắn hạn kháng cự của nó là rơi vào khoảng nhẹ 17 5 đến nhẹ 18 hiện tại bây giờ nó cổ phiếu nó không có vấn đề gì gọi là không có vấn đề gì xấu đúng mà chẳng qua là gặp lại vùng kháng cự thì cổ phiếu nó bị áp lực chung với yếu tố thị trường thôi đúng mà nhưng mà về mặt kháng cự trong ngắn hạn là quanh vùng nhẹ 17 5 đến nhẹ 18 chính là những cái điểm tay ghét ngắn thì lên vùng này là chiếc sao gì là cũng tương tự như thế tại nếu mà thị trường mở biên tốt thì cổ phiếu nó sẽ tăng tăng tiếp tục nhưng mà đó là những cái vận động chung theo tố thị trường còn vận động của mình đó là cứ chỉ là lên vùng trên vùng kháng cự trong những nhịp độ đi lên đầu tiên cổ phiếu này thì cứ vị thế không tốt hết vị thế tốt hẹn một à, bán ít nhất một nữa là xong ha đấy tiếp tục chờ đợi những cái gọi mới tiếp theo hút nè đấy ngày hôm qua siết biên này ngày hôm nay bắt đầu có những cái trạng thái bùng nổ về lại biên trên đúng không à, quanh cái ngưỡng vùng giá 20 24 chấm ít đến mươi 25 này đó là vùng kháng cự biên trên này thông thường nếu mình hấp tụ tốt thì nhịp sau dòng tiền mở biên vào thì điểm này nó sẽ là điểm rắc đã canh những điểm rắc như thế này và tiếp theo IDC này gì không Tại ta đi lên thôi những con này mà cân bằng được vùng biên trên đó đồng pha với thị trường nhịp sau nó sẽ tạo sóng phải phải chú ý những cái con này nè như không xu hướng về mặt dài hơi là cổ phiếu nó vẫn trong một cái trend đi lên đúng không ạ tiếp theo những con KBC Đấy KBC có nói với chị mình đó khi mà nó tạo ra mẫu hình gọi là vai đầu vai ngược đấy những cái mà cổ phiếu mà nó gọi là mở biên trong giai đoạn vừa qua một á là tạo ba đáy hai là tạo vai đầu vai ngược chị mình mới nên đánh hà vai này đầu này đấy đang tạo ra một cái vai này Tết lại này đấy nếu mà cân bằng kia cung á thì nhịp sau đánh nhịp hồi ha à, còn không thì thôi bỏ qua không có đi đâu giống như là con VCG này em có nói với chị mình đó Đấy, nó test hai đấy nè, mà nó tăng luôn thì bỏ qua. Nó chỉ dành cho những anh chị nào đang cầm nắm và khỏi phục lên biên trên thì mình bán thôi. Còn bản chất hai đấy là không đủ tin cậy để mình đánh. Lưu ý ha. Đấy là con này thường nó có thể nếu mà nó test lại á, volume thấp như này thì khả năng nó vẫn sẽ còn mặt tăng lại là tiếp tục. À, ha, nhưng chúng là lưỡng lự như thế này thì gọi là chỉ dành cho những anh chị nào có hàng về lại biên trên bán thôi. Chứ còn bản chất để mà mua thì rất là khó. À, hay là tiếp theo VGC này, ngày hôm nay chưa bước thoát được thanh còn bắt đầu nó cao mà chưa bước thoát á thì thường nó sẽ cần có nếu mà tốt là cổ phiếu nó sẽ đi ngang nó tích lũy một thời gian hấp ở đây thanh còn càng kịp dần thì dòng tiền mới chấp nhận vào để mà đánh phước đỉnh hay thì nhìn chung là cái dòng khu nghiệp á thì để ý tới con VGC với lại con ADC là hai con nó đang tạo ra được những cái biên độ nó tăng tốt hơn so với những cái mặt cổ phiếu còn lại ha hay tiếp theo những cái nhóm ngành dầu khí này BR này nhau không dụ xong này tốt nhất những cái điểm dụ xong này nó đừng nên test lại cái điểm này thì nó sẽ vào xong sớm à này nó duy trì được đà này, thanh còn thấp rồi từ nhịp sau nó mới dễ đánh đấy, nhìn chung là những con này đang đợi cung lại được tốt tương đối tốt hơn á chúng tiếp theo bvd này đấy là ít là bắt đầu nó xuất hiện áp lực nếu mà ngày mai hàng này về chấp nhận nó hấp thụ đánh tiếp á thì dòng tiền mới lên kiểu gì cũng sẽ đánh kiểu gì nó cũng sẽ vào trên đấy quan trọng là cái điểm kích hoạt cái điểm bay vót đối với cổ phiếu và gọi là nó phải có hai yếu tố kết hợp nha anh chị một là điểm buy vót cổ phiếu hai là cái điểm đông pha của thị trường ha Thế theo bvs này thì không cũng lơ lớn 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 như này là gọi là có gì cầm nấy thôi không có mua được nhưng mà chưa gọi là chưa phải điểm bán đấy điểm bán là vừa lại biên trên này ba chín bốn mươi ha còn nếu mà test về lại biên dưới đó chính là những cái vận động swing đối với cổ phiếu ha còn bằng chắc chị lơ vùng này này lơ lửng lơ lửng đúng không à? tăng thì target của nó từ giá ba tám là giá bốn mươi không bao nhiêu đúng không à? nhưng mà sao chị nếu mà tăng một phiên sau đó giảm lại thì nhìn chung là cái lượng hàng của chị mình cũng chưa kịp về nãy lưu ý ha là cứ mà cứ lơ lửng trong vùng này thì tốt nhất không hành động gì đấy, hành động là mua là biên dưới bán là biên trên đối với cổ phiếu những cái nhóm anh này ha thì ngày hôm nay em cũng ngồi lại với anh chị mình để mà mình cùng nhau mình đánh giá qua những cái cái yếu tố thị trường trong những cái phiên sắp tới ha thì hành động của em thì vẫn tương tự như những cái nhận định của em thôi là cứ một năm mươi là vùng các cổ phiếu về lại biên các cự trên là chính là những cái điểm 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 bán điểm bán ngắn cũng như là những cái điểm cơ cấu trong một cái đà hồi phục của thị trường ha à, còn những cái xuống đánh trend dài thì những cái có mà những cái mạng cổ phiếu thì em vẫn thu gom để mà chuẩn bị cho những cái chu kỳ mới cho những cái mùa giao thoa để mà cho một cái cơn sóng cuối gọi là cơn sóng của quý cuối năm ha à, thì nếu mà đối với cái yếu tố thị trường cứ rung lắc rung lắc quanh ngưỡng này mà thanh còn thấp thấp á tạo ra những điểm buy của dòng tiền thì thị trường sẽ tạo trend còn ngoài ra nếu mà cái trường hợp mà mở biên á thì cái vùng này em đánh giá nó sẽ bị đánh tổng à, nên là nhìn chung là khi mà thị trường ta nó lưỡng lự về mặt xu hướng nó đang trong một cái nhịp hồi kiểm chứng thì trước mắt là chỉ là nhịp đầu tiên là anh chị mình cứ nên gọi là cứ nên uh, tuân thủ theo những cái điểm tay của mình trước đã thì sau đó mình tiếp tục quan sát với những cái vận động của thị trường chung của chúng ta ha à, thì đấy là những cái điều mà em muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái video ngày hôm nay thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha à, nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì cũng xin kết thúc video tại đây mình kính chào chị mình hẹn chị mình vào video lần sau